Chiều năm tháng 3, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thuận An tổ chức hội nghị quán triệt đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2024. Với chủ đề tiếp bước chiến sĩ Điện Biên tiến lên giành ba nhất, tại buổi lễ, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thuận An đã quán triệt và phát động toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố nêu cao tính chủ động, tập trung thi đua vào các nội dung gồm nhận thức trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao nhất, thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất và xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật kỷ luật nghiêm nhất, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Được biết thời gian đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5 năm 2024, ngay sau lễ phát động, ba cơ quan tham mưu chính trị, hậu cần kỹ thuật thuộc ban chỉ huy quân sự thành phố và đại diện ban chỉ huy quân sự 10 xã phường đã thực hiện ký kết các nội dung chỉ tiêu đã đề ra.